hàng Pháp này là của Cam Đài. Dạ. À, chú nói to khi cho nào con. Phát triển. Ừ. À, chú có nói không? Trong cái thời kỳ này đó. Có nghĩa là trong cái thời kỳ này là thời kỳ mà Pháp này là cái thời kỳ thứ ba. Thứ ba này là do cái tôn giáo Cao Đài là Đức Phật Di Lặc làm chủ. Dạ. À, cái thời kỳ thứ hai là do Đức làm chủ, còn cái thời kỳ thứ nhất là do Đức Nhiên Đăng Phổ Bạch làm chủ. Thì trong đó nó có cái ba quân là nhất kỳ, nhị kỳ và tam kỳ. Dạ. Mà cái thời kỳ thứ ba này thì chú nói cháu là tam giáo quy nguyên, là nó gồm ba cái tôn giáo này là Phật giáo, Thiên Chúa và Cao Đài. Dạ. Còn cái ngũ chi phục nhất ấy, thì nó là Phật đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thần đạo và Nhân đạo. Cho nên ngày hôm qua chú nói với cháu là ông thầy Minh Tuệ, nghĩa là cái hình tướng của ổng mà ổng tu theo hạnh Đầu Đà là ổng bao gồm tất cả những cái đó vào hết. Nên là có nghĩa là tam giáo quy nguyên mà cũng chi phục nhất, mà chỉ có là mà những người nào mà tu chơi ở bên Phật giáo ta mới nhìn ra, và những người nào mà ở bên Thiên Chúa giáo người ta mới nhìn thấy ra, có nghĩa được cái sự mà tâm công cùng Đức Chúa Giêsu, ta mới nhìn thấy ra cái hình tướng của sư Minh Tuệ trong cái thời kỳ này. Yeah. À, còn Cao Đài thì chú không biết là có ai người ta nhìn ra hay không, còn riêng chú đã nhìn thấy hết rồi. À, yeah. Chú nói chắc vậy. À, mà những người anh em huynh đệ người ta mới nói chú, tại sao chú không nói hết ra. Yeah. Đi mà là chú nói chú kèm theo ông Quang nó làm cái gì, vì ông nói bây giờ là coi như là không có tối, ông nói là không có còn cái gì ở trong cái tướng quan này nữa rồi. Rồi xong rồi để bữa hôm nào rồi chú về Bình Dương rồi chú hẹn cháu, rồi chú có cái cho nó có cái từng cái chi tiết một, rồi chú sẽ nói với cháu nha. Dạ, dạ. Chú sẽ từ cái nhập đề rồi đến là cái kết luận cho nó rõ ràng. À, bây giờ này chú dạ. Lúc nãy con thấy chú có nói là đối với ông Quang bây giờ ông không có giá trị gì hết. Tại sao lại không có giá trị gì chú? Có thể giải thích bây giờ tất cả gì ông bác cánh nhân dân người ta lỗi ông ra hết rồi. Ta không có còn nghĩ gì cho ông hết. Ông là con người không có còn là giá trị gì. Có nghĩa là không cái đạo làm người ông cũng không có nữa mà ông làm cái gì. Hiểu không? Có những người ta nói với chú vậy đó. Ông không hiểu gì là cái nhân đạo hết. Mà ổng không hiểu về nhân đạo làm sao mà ổng làm người được, hoặc nó mới làm vậy thôi chứ còn những cái chánh pháp của Đức Phật mà ổng còn sửa lại hết mà, chỉ có cái hạng mà tiến hóa từ cái xúc vật mà trở lên á, cho nên là cái giác ngộ nó không có. Thầy cho biết ở trong đó có cái bát hồn có nghĩa là vật chất hồn, rồi là thảo mộc hồn, rồi thú cộng hồn, rồi nhân hồn, rồi thần hồn, rồi thánh hồn, rồi tiên hồn, rồi mới tới Phật hồn. Nó là bát hồn vận chuyển, mà ổng là từ cái thú cầm mà ổng đi lên, mà thành ra là ổng, người ta gọi ổng ra, ổng không có còn gì là giá trị nữa. Đạo là người cũng có, ít ra làm một con người thì phải hiểu được cái thế nào đó là đạo làm người, tam can ngũ thường, là nhân lễ nghĩa trí tính chứ. Ổng không có, làm sao mà có lễ. Lễ không có làm sao mà có, mà làm sao có tính được. Cho nên là cái này nó nằm trong cái nó nằm ở trong cái đạo giáo rồi. Mà khi nào mà cháu về Tòa Thánh Tây Ninh á, cháu thấy tất cả trong đó, thì ở trong đó cháu thấy hết tất cả trong đó, là nó là bao gồm cả một cái càn khôn vũ trụ trong đó. Vậy à chú? Dạ. Rồi thôi, bữa hôm nào chú hẹn cháu ở Bình Dương nhé. À, thì ra là mọi người cũng vừa nghe, thì mình cũng chỉnh lại cái mic một chút nha mọi người, cũng như là chỉnh cái này. Thì cô chú anh chị và các bạn vừa nghe rồi đó, không đơn giản, lại có một cái sự phân tích, mà trong cái phân tích đó cùng với cái điều mà chúng ta đang theo dõi, thì tôi lại muốn có một cái chia sẻ như thế này. Đó. Đó là những cái lời lan man của ông thầy Thích Chân Quang thì đã được một số tờ báo đưa rồi. Thế còn bây giờ đến cái đoạn vừa rồi chúng ta vừa nghe, đó là về ông Quang. Thế còn cái lời xin lỗi của nghệ sĩ có đáng tin hay không?
Đấy, thì bây giờ thì mời mọi người cùng chia sẻ luôn nha. Tôi muốn nói đến cái lời xin lỗi của cô gái này. Thời gian gần đây không ít nghệ sĩ Việt đã phải gửi lời xin lỗi đến công chúng vì những lùm xùm phát ngôn. Phương Trinh xin lỗi, Hương Ly, Nam Em xin lỗi, mong cuộc sống bình yên. Andrea Phương Trinh xin lỗi sau loạt chia sẻ trên mạng xã hội là ba trong số những trường hợp nghệ sĩ Việt phải đăng đàn xin lỗi vì ồn ào liên quan đến phát ngôn đời tư. Nhìn một cách khách quan, việc nghệ sĩ xin lỗi thể hiện tinh thần cầu thị, dám đối diện với những vấn đề và giải quyết chúng. Xong, với mô típ vướng ồn ào, bị chỉ trích, xin lỗi cứ lặp đi lặp lại, liệu rằng những lời xin lỗi ấy còn có giá trị hay chỉ đơn thuần là lời nói suông cho qua câu chuyện. Đó. Và đây là cái bài báo chỉ đích danh nhé, chỉ đích danh Nam Em rồi Angela Phương Trinh nhé. Chúng tôi không có bịa ra ở đây nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, và mọi người có thể thấy đó. Thì với những cái xin lỗi của họ thì có còn cái giá trị của con người không? Bài báo này viết rất là rõ và tôi thấy nó có những cái cần chia sẻ như này. Ví dụ như là họ viết này: từ đầu năm 2024, Nam Em là cái tên chiếm sóng mạng xã hội. Thế nhưng thay vì được tán thưởng bởi giọng hát, sản phẩm âm nhạc, tên tuổi của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long lại gắn liền với những ồn ào phát ngôn đến đời tư. Sau tất cả, Nam Em lên tiếng xin lỗi. Đó. Xin lỗi khán giả và mong khán giả tha thứ để có cuộc sống bình yên, và mong được tha thứ để yên ổn buôn bán và đi hát như trước đây. Cô viết trong suốt thời gian qua chúng ta đã rất căng thẳng và có khi kiệt sức vì những năng lượng độc hại. Là một người nổi tiếng, tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ những lời nói đã nói và đã làm. Tôi cũng hy vọng câu chuyện này kết thúc tại đây và cũng gửi lời xin lỗi đến các bạn. Nhưng nó có giá trị không các anh các chị? Đó. Hay trường hợp của Phương Trinh, Zoe, bất chấp trên sóng livestream, nữ diễn viên dành những lời chê bai đến Hương Ly khi trình diễn tại một show diễn thời trang. Những lời nói khiếm nhã này tạo ra một làn sóng phẫn nộ từ dư luận, bởi hơn ai hết Phương Trinh là người từng bị tổn thương vì body ấy mà giờ đây cô lại dùng cách ấy để khiến người khác tổn thương. Ồ, cái này hay này. Đó. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, Phương Trinh đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, hơn 1,6 triệu người theo dõi. Ba mẹ hai con viết: tôi nhận ra lỗi của mình là người khắt khe với bản thân, quá khắt khe với bản thân nên trong phút chốc đã không kiểm soát được chính lời nói của mình, làm tổn thương người khác. Còn mới đây nhất, Angela Phương Trinh cũng đã đăng bài viết dài xin lỗi một số chia sẻ chưa phù hợp trên trang cá nhân trước nữ diễn viên. Trước đó nữ diễn viên thừa nhận lỗi và bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn địa long chữa được Covid-19. Hay trong sự nghiệp hoạt động của Phương Trinh, khá nhiều lần cô dùng những lời xin lỗi sau những ồn ào liên quan đến đời tư như chưa tốt nghiệp cấp 2, mặc trang phục hở bạo, trình diễn ở quán bar. Tất cả những lời xin lỗi ấy đều đính kèm hai chữ chân thân thành. Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục là đề tài bàn tán của dư luận. Việc nghệ sĩ xin lỗi cho thấy họ đã phần nào ý thức hơn về trách nhiệm với khán giả, với xã hội. Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng thời gian buổi bây giờ, giá trị của lời xin lỗi có vẻ như đang bị xem nhẹ. Một số nghệ sĩ nhận thức được lời nói, hành động của bản thân kém duyên và dẫn đến những hệ lụy không tốt. Thế nhưng họ vẫn nói, vẫn làm. Nói về mức độ ảnh hưởng của nghệ sĩ vạ miệng, có những phát ngôn sai lệch, gây tranh cãi đến ngành công nghiệp giải trí Việt Nam. Chuyên gia truyền thông Hồng Quang nhận định, nếu xét trong ngành giải trí, tôi nghĩ hơi rộng. Nghệ sĩ vạ miệng trước tiên là ảnh hưởng tới chủ thể họ nói đến, sự việc hoặc cá nhân nào đó, sau là ảnh hưởng tới môi trường hoạt động xung quanh của họ. Thì chúng ta nhìn thấy đó, nói thì nó rõ là ghê, thế nhưng mà đơn giản thôi. Những người có tiếng nói như ông Quang còn như vậy thì cũng chỉ là người khác. Trong thời buổi mà bất kỳ ai cũng có thể thành content và tạo content vạ miệng, đôi khi là cố tình, nhưng có thể nói thành con dao hai lưỡi ảnh hưởng đến danh tiếng, thương hiệu của họ, chơi dao mà họ không thể kiểm soát được. Nếu lấy những lần vạ miệng, phát ngôn sai lệch làm content để được quan tâm thì những lời vạ miệng người làm việc đó đôi khi cần bị dần bị nghiện việc tạo content mà không biết, để đến một ngày bị số đông quay lưng mới chịu nhận ra. Đó. Đây là cái bài viết rất là hay nha mọi người. Có thể là có các bác anh chị chia sẻ rồi, nhưng có những người chưa thì mình xin phép mình chia sẻ vào
Dưới đây là mình lấy ở dưới cái góc độ, cái quan điểm của mình nha. Dưới góc điệu quan điểm của tôi. Từ những lời lẽ của nam em hay Angela Phương Trinh, cứ nói, cứ làm rồi lại xin lỗi, thì câu hỏi được đặt ra là những lời xin lỗi ấy liệu còn giá trị? Khó để phân biệt được đâu là lời xin lỗi chân thành, đâu là lời không chân thành, hay đâu là tự nguyện, đâu là áp lực truyền thông. Song có một sự thật rằng khán giả giờ đây đã có lập trường ngày càng vững vàng, sắc sảo, và họ có giác quan đa chiều để lọc thông tin kém chất lượng. Thế cho nên là các anh các chị nghệ sĩ đều bớt bớt lại nha. Bớt bớt lại chứ đừng có ảo tưởng quá. Tôi lấy cái dẫn chứng này để cho cô chú anh chị các bạn là họ làm gì thì làm. Đó. Họ làm gì thì làm, nhưng không có nghĩa rằng họ muốn làm gì thì người ta đều phải nghe nha cô chú anh chị các bạn. Đấy. Bài báo này viết rất là rõ và tôi thấy nó khá là rành mạch. Cho nên là xin phép tôi chia sẻ để cho cô chú anh chị và các bạn cùng nghe, cùng thấy á. Đó. Nhìn về thực tế làng giải trí cách đây nhiều năm, mỗi khi nghệ sĩ phát ngôn hay có những hành động làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt công chúng, họ thường tổ chức những buổi họp báo trịnh trọng, chân thành nói lên ra lời xin lỗi. Hiện tại, trước sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của công nghệ, chỉ cần biên một dòng status, đăng tải một clip là có thể giải bày hết tâm tư của mình. Lời xin lỗi nói ra dễ hơn, nên người ta có lẽ cũng dễ mắc sai lầm hơn. Chuyên gia về truyền thông Quang Minh nêu nhận định, nghệ sĩ xin lỗi ở đâu cũng được, nhưng cách xin lỗi quan trọng hơn lời xin lỗi. Nếu như trước đây lời xin lỗi của người nổi tiếng đều là những gì đó xa xỉ đối với công chúng, thì nay một số người nói lời xin lỗi quá nhanh và hời hợt. Nên nhớ, cái gì dùng nhiều cũng giống như ốm mà chỉ uống mãi một loại thuốc, thì kiểu gì cũng giảm tác dụng. Lời xin lỗi thiếu sự chân thành và thấu hiểu cũng giống y như vậy. Thương hiệu, hình tượng nghệ sĩ là yếu tố xây thì lâu nhưng đạp đổ thì nhanh. Nhất là khi họ cố tình đưa ra các nội dung gây tranh cãi, drama để có được tiếng tăm, đạt được những mục đích của bản thân, trong khi thực lực lại không có gì. Lời xin lỗi đôi khi là công cụ để cứu vãn danh tiếng của người nghệ sĩ đó. Vậy nên lời xin lỗi cần dùng đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng, chân thành và thấu hiểu. Nói một lời xin lỗi để khán giả thông cảm ngày càng khó. Họ thông cảm và tha thứ, tức là lời xin lỗi có giá trị. Và ngược lại, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Huy nêu ý kiến như vậy đó của chú chị và bạn. Giải pháp nào để hạn chế nghệ sĩ vạ miệng, phát ngôn gây tranh cãi? Sai, nhận lỗi và xin lỗi vẫn luôn là một điều được công chúng ủng hộ. Tuy nhiên, không phải lỗi sai nào cũng có thể cho qua. Khi người nghệ sĩ ý thức được những gì mình nói sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bản thân mình và nói ra sẽ ảnh hưởng đến nào bản thân mình, đến những người xung quanh vì tâm ảnh hưởng lớn, thì mỗi lời nói của họ cần phải thận trọng. Trên thực tế, đã có rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới chịu phản ứng gay gắt từ công chúng vì liên tục vạ miệng. Nhưng ở các thị trường giải trí khắt khe như Hàn Quốc, Trung Quốc, nghệ sĩ sẽ không có quá nhiều cơ hội để sai và sửa sai. Họ buộc phải đối diện với những án phạt mà nặng nhất chính là sự ghẻ lạnh từ người hâm mộ. Cái điều này tôi thấy là đúng đó. Nào, cần làm gì cho có những giải pháp như thế nào để nghệ sĩ không vào miệng, không phát ngôn gây tranh cãi, hệ lụy xấu trong xã hội là câu hỏi được nhiều người đặt ra, đặc biệt là trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí của nước ta đang phát triển và đặt mục tiêu sớm tiệm cận với các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản. Thậm chí có những phát ngôn từ người nghệ sĩ hoàn toàn không phải vô tư, thiếu suy tính mà lại là một kế hoạch truyền thông nào đó nhằm đánh bóng tên tuổi của mình. Nên nhớ, mỗi lời nói ra đều có sức mạnh như một con dao hai lưỡi, mà đôi khi không chỉ duy nhất người nhận chịu tổn thương mà người nói cũng phải nhận lại những vết cứa đau không ngờ. Thì nói đến câu chuyện này thì chúng ta mới thấy rằng là bản thân như là Sư Thích Minh Tuệ đó, thì đã nhận được những cái lời nói của ai thì mọi người biết rồi, đúng không ạ? Nhận cái lời nói của ai thì mọi người biết, nhưng những người đó liệu đã xin lỗi chân thành hay chưa? Có xin lỗi chân thành không? Các chị thử đặt mình vào cái cương vị của những người đang bị xúc phạm, đó, đang bị xúc phạm và xúc phạm theo một cái cách mà chúng ta thấy đó. Ừ. Thế cho nên là cái lời của cái chú
mà chú ý nói, tôi nói là có nhiều cái rất là đáng nghe. Và đây, tôi trước khi kết thúc thì tôi đọc nốt là những cái điều này. Thậm chí có những phát ngôn từ người nghệ sĩ hoàn toàn không phải vô tư, thiếu suy tính mà làm một kế hoạch đấy. Đấy là cái đó nha. Đến cái thứ hai, nền tảng truyền thống hay scandal cũng như công cụ truyền tải thôi. Để những phát ngôn tiêu cực được thanh lọc thì hai nhóm chủ thể là cơ quan quản lý và người phát ngôn, nghệ sĩ đều phải hành động. Cơ quan quản lý cần có quy định hướng dẫn siết chặt quản lý, kiểm tra thường xuyên. Với các công cụ 4.0, việc kiểm soát này không khó. Còn phía người phát ngôn ekip cũng phải tăng cường nhận thức, tư duy, kinh nghiệm để đã phát ngôn là đúng vấn đề, chứ không phải như cái người nào đó phát ngôn là tà tư duy. Tà tư duy thế, vậy bây giờ là ai phải chứng kiến cái tà tư duy đó, ai phải chịu cái sự công kích của mọi người với cái tà tư duy, đúng không ạ? Đó. Đây, tôi thấy nhiều người nghĩ truyền thông giờ vẫn đơn giản và giống vài năm trước, trong khi chu kỳ thay đổi lớn của hệ thống thông tin mạng xã hội ngày càng ngắn và mạnh, tác động sâu rộng, nên người nổi tiếng giờ chỉ có tài năng mà thiếu đi tư duy về phát ngôn cơ bản sẽ khó hoạt động bền vững lâu dài. Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định, chung quy yếu tố quan trọng nhất vẫn sẽ là việc mỗi cá nhân nghệ sĩ có ý thức tầm ảnh hưởng của mình để có được cách hành xử chuẩn mực nhất. Làm sao để mỗi nghệ sĩ là tấm gương tốt để thế hệ trẻ học hỏi, thay vì chú ý đến những scandal tai tiếng. Thì chúng ta nhìn vào cái này thì chúng ta mới lại thấy này, những người như Angela Phương Trinh, những người như ông Thích Trân Quang có phải là người nổi tiếng không? Có chứ, họ rất là nổi tiếng. Tôi ngày trước thì hay nghe cái pháp của thầy Trân Quang lắm. Nhưng cái vấn đề ở đây là, sau những cái phát ngôn, nha, vạ miệng hay là cái phát ngôn của thầy Quang đó, thì tôi cảm thấy là tôi cần phải nhìn nhận lại cái cách mà mọi người đang nói và cái cách mà họ truyền tải thông tin đến với công chúng, đến với xã hội. Ngồi chỗ này muỗi quá mọi người, còn muỗi nó cứ bay qua mắt này. Ở đây là vùng Tây Nguyên nha mọi người. Cho nên là nếu mà nói về tà tư duy hay là cái tư duy độc hại thì mình nghĩ là có rất là rõ. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận nó theo một cái chiều hướng nào cơ? Tà tư duy thế nào là tà tư duy, và tà tư duy như vậy thì cần phải thanh lọc như thế nào? Chính cái là người nói ra cái câu từ tà tư duy đó lại chính là những cái người đang khiến cho người khác người ta bức xúc. Mình nói ra mà mình cứ cho rằng là mình đúng ở chỗ nào, đúng ở đâu? Đấy mới là cái vấn đề nha cô chú chị và bạn. Hy vọng là mọi người sẽ nhìn và thấy những cái việc, những cái điều mà người khác người ta đang nghe, người ta đang thấy nha mọi người. Đó, để chúng ta nhìn thấy những cái gì đó nó tích cực thay vì nhìn cái tín hiệu tiêu cực nha cô chú chị và bạn. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người sức khỏe bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo.